Xin chào, lại là Thế Giới Biển đây. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin thú vị xung quanh đời sống hàng ngày nhé. Cuộc sống trong mơ của 10 đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích như thế nào? Có bao giờ bạn thắc mắc con cái của những nhà tỷ phú thế giới sẽ có cuộc sống như thế nào? Liệu chúng có sống cuộc sống xa hoa với những đặc quyền của gia đình giàu có hay không? Cuộc sống của những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích luôn gây tò mò, không ít người trong số họ có những thành công riêng. Và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu để giải đáp thắc mắc này nhé. Hãy bấm nút like, share và đăng ký kênh cho Thế Giới Bí Ẩn nào. Tạm biệt. Cuộc sống trong mơ của 10 đứa trẻ từ khi sinh ra đã ngậm sẵn thìa vàng. Sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất thế giới, những đứa trẻ may mắn có được cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với những người bình thường. Người ta thường ví von cậu ấm cô chiêu của các gia đình tỷ phú là những đứa trẻ sinh ra đã ở ngay vạch đích. Không chỉ nổi tiếng và đắt giá ngay từ khi mới lọt lòng mà các hoàng tử công chúa nhỏ còn được tặng nhiều món quà xa xỉ, có giá trị lớn bằng cả một gia tài. Và ngay bây giờ, hãy cùng Thế Giới Bí Ẩn tìm hiểu cuộc sống trong mơ của 10 đứa trẻ may mắn mới vừa chào đời đã ngậm sẵn thìa vàng nhé! Đầu tiên là Baron Trump, sinh ra ở vạch đích, cậu bé hoàn hảo, hoàng tử Nhà Trắng là những mỹ từ nhiều người dành cho Baron Trump. Năm 2006, con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump và đệ nhất phu nhân là Melania Trump sinh ra trong một gia đình danh giá. Cậu út nhà Trump được báo chí nước ngoài xem là cậu bé triển vọng nhất nước Mỹ. Baron Trump chính là cậu bé đầu tiên sống trong Nhà Trắng sau hơn 50 năm kể từ thời John Kennedy. Mang trong mình dòng máu Slovenia của mẹ, hoàng tử Nhà Trắng có thể sử dụng thông thạo ba ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Slovenia. Khi trò chuyện với ông bà ngoại, Baron cũng thường dùng tiếng Slovenia. Trước đây, quý tử nhà Trump cũng theo học trường Columbia Grammar and Preparatory School, một trong những ngôi trường tư thục có học phí đắt nhất nước Mỹ và khoảng 47.000 USD một năm. Hiện nay, Baron đang ghi danh vào ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất là St. Andrew Episcopal của bang Maryland của Mỹ. Thứ hai là Suri Cruz. Khi vừa chào đời, Suri Cruz được gọi là công chúa của Hollywood khi có cha mẹ là những ngôi sao hàng đầu thế giới. Từ bé đã sống trong nhung lụa và sự giàu sang. Là nhóc tì được săn đón nhiều nhất Hollywood, Suri có những bộ cánh và túi sách đến từ những thương hiệu đắt đỏ là Burberry, Oscar de la Renta, Dolce Gabbana và Salvatore Ferragamo. Tủ hàng hiệu của Suri đã có giá trị lên đến 3 triệu USD. Sự nổi tiếng và tiền bạc của cả bố mẹ đã đưa Suri trở thành một cô búp bê váy áo xúng xính, được vây bọc bởi 4 vệ sĩ riêng, bảo mẫu toàn thời gian luôn ở bên và có tài xế luôn túc trực để chở cô bé đến cửa hàng đồ chơi yêu thích. Suri nhanh chóng trở thành nàng thơ của nhiều nhãn hiệu thời trang trẻ em, là biểu tượng thời trang nhí của Hollywood. Thứ ba, hoàng tử George. Hoàng tử George Alexander Louis được sinh ra tại bệnh viện tư nhân Lindo Wings vào 16 giờ 24 phút ngày 22 tháng 7 năm 2013. Cậu bé là người đứng thứ ba trong danh sách thừa kế ngai vàng. Hoàng tử nhỏ thu hút mọi ánh nhìn với mái tóc vàng óng, làn da trắng sứ và gương mặt sở hữu nét đẹp của cả bố và mẹ. Khi cậu vừa sinh ra, các thương hiệu nổi tiếng khắp nơi trên thế giới đã gửi rất nhiều đồ hiệu để tặng cậu bé. Cặp đôi William Kate đã lựa chọn cho hoàng tử George trường mẫu giáo tư thục là Thomas Battersea nằm ở tây nam của London. Đây là ngôi trường nổi tiếng có chất lượng đứng hàng đầu xứ sở sương mù với học phí đắt đỏ lên tới 18.000 bảng một năm với chương trình học chất lượng. George có tính cách giống hệt các cậu bé khác, thích bất cứ thứ gì liên quan đến cảnh sát, cấp cứu, trực thăng, khủng long và núi lửa. Hoàng tử nhỏ sẽ là vị vua thứ 43 của nước Anh sau khi ông nội và bố. Vì vậy, William và Kate phải nỗ lực rất nhiều để George có được cuộc sống bình thường. Cả hai không muốn đặt gánh nặng cho con trai ngay từ nhỏ và sẽ để mọi chuyện diễn ra từ từ. Thứ tư là Joe Fiennes, Lưu Tú Hoa. Joe Fiennes là con gái của tỷ phú Lưu Loan Hùng, ông trùm bất động sản Hồng Kông và người vợ thứ ba là Trần Khải Vận. Năm 7 tuổi, cô bé đã được bố mua cho hai viên kim cương cực hiếm và cực đắt. Tổng giá trị của cả hai viên kim cương lên đến 1 tỷ đồng. Từ khi lọt lòng thì cô bé đã được sống trong nhung lụa, được tận hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời. Bé Zofice cũng được vị tỷ phú họ Lưu chiều đến nỗi khi mua sắm cho con gái cưng cả một bộ sưu tập của túi Hermes và Valentino phiên bản mini. Thứ năm là Zachary Furniss Jones. Cậu con trai Zachary của Elton John và David Furniss được nuôi dưỡng trong tình yêu thương dạt dào của hai người bố. Bé có tên đầy đủ là Zachary Jackson Levon Furniss Jones. Ra đời bằng phương pháp mang thai hộ, bé được thụ thai nhờ trứng của một người phụ nữ hiến tặng với tinh trùng của cả Elton và David. Nhận thức được rằng cậu bé lớn lên sẽ chịu thiệt thòi vì không có hơi ấm tình thương của một người mẹ, Elton John đã luôn cố gắng tạo điều kiện cho Zachary lớn lên một cách bình thường như bao đứa trẻ khác, được học tập, được vui chơi và được sống một cuộc sống đầy đủ nhất. Thứ 6 là Chase McKenna. Chase McKenna năm nay vừa tròn 12 tuổi, cô bé có một cuộc sống xa xỉ khiến nhiều bé gái khác phải ganh tị. Khi những vật phẩm đắt tiền như túi sách Gucci, quần áo thiết kế, iPad, iPhone đã trở nên quá đỗi bình thường đối với cô bé.
Jace may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có của nước Anh. Cha mẹ cô là chủ sở hữu của một nhà máy sản xuất sô-cô-la lớn nhất nước Anh. Cha mẹ cô rất cưng chiều cô, tiền tiêu vặt mỗi tuần của Jace có khi lên đến 300 bảng Anh. Cô nàng luôn tự hào vì cô có cả một tủ quần áo toàn đồ hiệu cao cấp. Ngoài ra, Jace còn nuôi một con ngựa nhỏ để làm thú cưng với chi phí nuôi mỗi năm là 2.000 bảng Anh. Thứ bảy là Julia Stakiva. Julia Stakiva là một cô chiêu của tỷ phú người Ukraine. Cô gái năm nay 23 tuổi, hiện đang sống tại Kensington của London, Anh, là chủ sở hữu của tủ đồ hàng hiệu trị giá 1,5 triệu bảng Anh, tương đương với 5 tỷ đồng. Mỗi năm cô chi khoảng 700 triệu đồng cho riêng khoản mua quần áo của các hãng thiết kế nổi tiếng. Cô gái nhà giàu này thường xuyên bay tới Moscow của Nga để cắt tóc và chăm sóc sắc đẹp. Từ khi đi học đại học, Julia đã có huấn luyện viên cá nhân và chuyên gia dinh dưỡng riêng để có chế độ ăn uống nghiêm ngặt, tránh carb và đồ ngọt. Julia chi 300.000 euro mỗi năm để tiêm chất làm đầy, tẩy trắng răng và khoảng 200.000 euro để thanh toán cho các dịch vụ thẩm mỹ khác. Mỗi ngày cô nàng đi học bằng xe Ferrari trong sự trầm trồ của bạn bè. Mới đây, khi đến London du học, Julia còn có cả vệ sĩ riêng đi theo và bảo vệ mỗi lúc quá chén ở quán bar. Thứ 8 là Blue Ivy Carter. Blue Ivy là cô công chúa nhỏ của cặp đôi quyền lực nhất Hollywood là Beyoncé và Jay-Z. Vì thế, thật không bất ngờ gì khi cô nàng từ nhỏ đã được nuôi lớn trong nhung lụa và sự cưng chiều của bố mẹ. Beyoncé và Jay-Z cũng là một trong những phụ huynh chi tiền chăm con bạo tay nhất ở Hollywood khi bỏ ra 1,3 triệu đô, tương đương với hơn 30 tỷ đồng, để thuê toàn bộ khu tầng 4 của bệnh viện Lenox Hill ở New York, Mỹ, yên tâm nghỉ ngơi đón con đầu lòng. Vài tháng trước khi vượt cạn, Beyoncé và Jay-Z cũng mua đồ đón bé yêu Blue Ivy đến hết 1 triệu đô la. Vào dịp thôi nôi của mình, Blue Ivy còn đã được bố mẹ tổ chức cho buổi tiệc sinh nhật hoành tráng lên tới 3 tỷ đồng, kèm theo món quà tặng là một cô búp bê Barbie thuộc hàng đắt nhất thế giới, có nạm 160 viên kim cương, điểm xuyết trang sức vàng trắng, giá trị lên tới 1,9 tỷ đồng. Khi có người mẹ là Beyoncé, một fashion icon, thì không có gì lạ lẫm cho cô con gái rượu có thể được xem là một biểu tượng thời trang nhí sang chảnh nhất. Tủ đồ của Blue Ivy ngập những bộ trang phục của các thương hiệu cao cấp hay những váy áo lụa là được may đo riêng lên đến hàng ngàn đô la. Thứ 9 là Sophia Eccleston. Sophia Eccleston là cháu gái cực đáng yêu của tỷ phú Benny Eccleston. Từ nhỏ cô gái đã được sống trong cuộc sống rất xa hoa, khiến không ít người ghen tị. Cô nhóc mặc toàn những đồ hiệu ở trong dinh thự gần 100 triệu đô la, luôn di chuyển bằng máy bay riêng và tháng nào cũng đi nghỉ mát. Quần áo mà cô bé thường mặc cũng là các nhãn hiệu danh tiếng trên thế giới như Hermes, Dolce & Gabbana. Không giống như những nhóc tỷ khác, Sophia được bố mẹ cho đi du lịch bằng phi cơ riêng của gia đình lúc mới 30 ngày tuổi. Vào ngày Giáng sinh, bố mẹ cô bé đã thuê hẳn ông già Noel tới nhà để cùng chơi với Sophia và cô bé nhận được những món quà là chiếc siêu xe đồ chơi mang nhãn hiệu Bentley. Cuối cùng là Ekaterina Rybolovleva. Ekaterina là con gái của tỷ phú người Nga Rybolovy. Từ khi lọt lòng cho đến lúc lớn lên, cô nàng đã được sống trong cảnh nhung lụa trong căn biệt thự hàng trăm triệu đô. Hồi năm 2011, cô đã khiến các cậu ấm cô chiêu đất Mỹ phải há hốc mồm ngạc nhiên khi trở thành chủ nhân của căn hộ đắt nhất New York với giá là 88 triệu USD. Siêu căn hộ này có tới 10 phòng, trong đó có 4 phòng ngủ, có ban công chạy vòng quanh, 2 lò sưởi gỗ với tổng diện tích khoảng 620m2. Choáng váng hơn, khi cô mua căn nhà hơn 1.800 tỷ kể trên đơn giản là để cô ở trong thời gian theo học tại đại học tại đây, để con mình không bị báo giới quấy rầy. Bố của cô còn thuê cho cô cả người đại diện giữ vai trò phát ngôn. Ngoài ra, cô còn được bố tặng cho rất nhiều món quà có giá trị như con ngựa trị giá 1,5 triệu USD cùng với chiếc xe hơi với giá là 500.000 USD, căn hộ penthouse trị giá 88 triệu USD tại Central Park West. Đặc biệt, Ekaterina từng được bố mua cho một hòn đảo với giá 100 triệu bảng Anh. Thật ra thì cha mẹ nào cũng luôn muốn dành cho con mình những điều tốt đẹp và tuyệt vời nhất. Các ông bố bà mẹ trong bài viết này cũng không ngoại lệ. Khi vừa nổi tiếng lại vừa giàu có, thì cho dù có bao nhiêu dự định quan trọng cần đầu tư tiền bạc, thì họ cũng sẽ không quên tặng quà cho các tiểu công chúa, hoàng tử những món quà đắt giá để thể hiện tình yêu. Các bạn ấn tượng với cuộc sống của cậu ấm cô chuyên nào thì hãy để lại bình luận phía dưới cho tụi mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video gần sau.